Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Thái Lan sẽ cấp thị thực 45 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Theo đó, loại thị thực thông thường sẽ được nâng từ 30 ngày hiện tại lên 45 ngày, trong khi loại thị thực nhập cảnh sân bay sẽ được nâng từ 15 ngày lên 30 ngày. Sau thời gian kể trên, du khách được miễn thị thực quay lại thời gian lưu trú là 30 ngày như hiện tại. Ngoài ra, Thái Lan dự kiến tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu vào tháng 10 năm 2022 và sẽ không còn là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc đối phó với căn bệnh này.